tay trong tay, họ đã dìu nhau trên con đường vui hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm đại mật ngọt của tình yêu. Nhiều bước đi chung đầu tiên trên đường đời dịu dàng tự tin, bởi họ luôn tin rằng tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu. Xin mời quý vị yêu khách hãy cho những tràng pháo tay thật lớn để chào mừng hai dẫn chính của bạn ngày hôm nay. Thiện mến mong không lấp đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ đính công cha, tam tạo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, mong thả tấm thân gầy cha che chở đời con. Chú đệ cô dâu của chúng ta có được ngày vui hôm nay là nhờ công ơn dự dụ yêu mến của vị Phật sơn thành đã nuôi nấng dạy dỗ đến khi trưởng thành. Hôm nay chú đệ và cô dâu tìm được cho mình một niềm vui hạnh phúc. Chúng tôi xin phép được kính mời ông Phan Thắng Hải và bà Phan Thị Bến là sau lưng của cô dâu tiến lên sân khấu. Quý vị, giờ đây để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ hai bên nhân ngày vui nhất của đời mình, xin mời chú rể và cô dâu lần lượt dâng những đi rượu tình rượu nghĩa đến hai đứa thân thành. Hai ba rồi, hai xuôi nha, bước vô cùng luôn. Rồi, anh hướng dẫn em. Rồi, xin mời cả hai đình tham gia, chúng ta cùng bước tới để cùng đi với nhau. Bây giờ thì hai đình đã trở nên thành một. Xin cầu chúc mối tình thông gia giữa hai đình sẽ ngày càng keo sơn phát triển. Bước tới cùng ly. Hôm nay sư hộ chúc may tình có một cách nghĩa dày trăm năm. Xin cảm ơn gia đình và chúng tôi kính mời quý vị quan khách cùng gặp gỡ chủ hôn của hai gia đình sẽ có những lời phát biểu chân tình nhất gửi đến toàn quý vị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Trung đại diện hai họ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể bà con thân mến, hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho con trai là Trần Thanh Tùng Sánh Viên cùng Giang Thị Kim Hường. Chúng tôi kính mong cả quan khách đã đến dự buổi hôn lễ ngày hôm nay. Trong bầu không khí long trọng của buổi lễ, chúc quý khách là dùng ngon miệng và được dồi dào sức khỏe. Một lần nữa xin kính chúc quý vị quan khách mạnh khỏe, vạn sự như ý, duyên về giữa nhau, cùng chung bước đến mây sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Tiếp theo xin mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng nhau uống rượu ra bôi. Hai em chạy tay dấu vậy à, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, nghi thức rượu khép lại phần ra mắt của gia đình họ. Xin cảm ơn và chúc mừng hai gia đình có thêm người con mới. Xin mời quý ông quý bà trở về chỗ danh dự của hai họ để đón chào khách quý riêng chú rể và cô dâu. Anh ơi, trăng tròn đẹp nhất trên rằm, cái dưới luôn à, đặc thẳng năm năm vẫn còn ở dưới luôn. Tình yêu mà chú rể Thanh Tùng dành cho cô dâu Kim Hường chúng ta thì không có thể gì so sánh, đúng không quý vị? Và để chứng minh cho điều này, cô bỏ cái câu chú rể hãy thì điều đó đúng là thật sự. Ông cảm ơn quý vị ơi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn dường tàn tay quý vị, chúc mừng mọi.